Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 với những đợt giãn cách kéo dài vừa qua đã khiến các chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Ngành dịch vụ nhà hàng, quầy uống F&B bị tổn thất nặng nề với hàng loạt nhà hàng và quán ăn cũng như quán cà phê bị đóng cửa. Hiện nay khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống đã tăng cao trở lại, đã thúc đẩy một lượng lớn người trẻ tham gia khởi nghiệp và tái khởi nghiệp ngành dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, trước những thay đổi về nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, để khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực ăn uống đang là một thách thức lớn. Có ý định mở quán cà phê cách đây 2 năm, thế nhưng do dịch bệnh, kế hoạch của chị Lan bị tạm hoãn. Thời điểm này, chị quyết tâm ra quán vào dịp hè sắp tới, nên đã tham gia một khóa đào tạo về chế biến các loại thức uống mùa hè và tìm kiếm nguồn nguyên liệu pha chế tốt cho sức khỏe. Cái nhu cầu thị trường bây giờ nó rất là nhiều, những cái quán cà phê, loại thức uống rất đa dạng. Mình muốn là cái sự thành công nó đạt đến một cái mức độ gọi là tương đối, cho nên là mình tham gia cái buổi ngày hôm nay, setup được cái menu của mình, học hỏi thêm thức uống từ những người bạn ở đây. Em cũng sang quán và thuê quán rất là nhiều lần. Quán em thì buổi sáng thì tụi em bán cà phê, nhưng mà buổi tối thì bạch cà phê thì sẽ không bán được. Cho nên thành ra là em phải đi học hỏi thêm một số công thức và một số món mới để có thể... Khi mà em có đủ cái menu thì buổi tối em sẽ thu hút thêm một số lượng khách trẻ. Quyết định theo cái con đường này thì mình phải có một cái chiến lược nét riêng của mình về không gian quán, thức uống. Hiện tại vẫn còn đang gặp các vấn đề khó khăn như là quảng cáo, hoàn thiện về thức uống. Để hỗ trợ những người có ý định khởi nghiệp trong ngành dịch vụ ăn uống, một chuỗi workshop pha chế chuyên sâu được tổ chức nhằm chia sẻ những kiến thức kinh doanh hữu ích, cập nhật những xu hướng thức uống mới dành cho quầy quán. Anh Gia Thành có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành pha chế cho rằng sau mùa dịch, các hình thức kinh doanh có thể thay đổi nhưng chất lượng món ăn, thức uống vẫn được ưu tiên hàng đầu và cần được đổi mới sáng tạo theo xu hướng tốt cho sức khỏe như các loại trà hoa, siro, sinh tố, nước cốt trái cây nguyên chất. Tập trung vào chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ khách hàng, đưa tới cho khách hàng những cái trải nghiệm nó hoàn toàn mới, nó mới lạ hơn, không cần phải là một quán đầu tư quá nhiều kinh phí. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong cung ứng các mặt hàng, phục vụ ngành ẩm thực, đồ uống, đại diện doanh nghiệp này cho rằng, trong bối cảnh nguồn nguyên liệu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, việc lựa chọn những nhà cung cấp có năng lực sản xuất có thể đáp ứng kịp thời và ổn định với số lượng lớn sản phẩm chất lượng cho hoạt động của hàng quán là điều quan trọng để đẩy mạnh kinh doanh trong thời điểm này. Cái nguồn nguyên liệu đó rất là quan trọng. Tại khi mà mình các bạn trẻ mà sử dụng một cái chọn một cái nguyên liệu nào đó thì các bạn không có thể thay đổi tùy tiện được để giữ cho các cái món mà họ cung cấp cho khách hàng nó ổn định. Cái những cái kho lạnh của mình rất là to, mình có thể chứa được cái nguồn trái cây á, có thể sản xuất rất là lâu dài mà không có thể bị ảnh hưởng, có thể là vì dịch bệnh ở cái các quốc gia khác mà không thể cung cấp hàng cho mình vẫn có thể duy trì sản xuất được. Và bên cạnh những yếu tố về nguồn hàng, thực đơn để thành công khi khởi nghiệp hay tái khởi nghiệp sau mùa dịch, thì các doanh nghiệp ngành ẩm thực, thưa quý vị, và quầy quán cũng đã nhanh chóng có một sự thay đổi những phương thức kinh doanh phù hợp hơn để có thể đáp ứng được sự thay đổi về phân khúc khách hàng cũng như xu hướng lựa chọn dịch vụ mới của người tiêu dùng. Chuỗi cà phê này trước mùa dịch chủ yếu phục vụ đối tượng khách hàng là người nước ngoài với những món ăn, thức uống kiểu Tây. Tuy nhiên, sau dịch, lượng khách Tây giảm mạnh, do vậy quán đã nhanh chóng chuyển hướng phục vụ khách trong nước với thiết kế thực đơn phù hợp với khẩu vị của người Việt. Thay đổi menu để đa dạng hơn, phù hợp với người Việt mình hơn. Em có tìm nhà cung cấp để nguồn nguyên liệu không bị đứt gãy, luôn đảm bảo có sản phẩm cho khách hàng. Khoảng là chỉ thời gian hiện tại không, mà nói chung là luôn luôn, thì các bạn trẻ cần phải biết được cái thế mạnh của mình, cái điểm yếu của mình, và phải luôn luôn sáng tạo để tạo ra những cái sự khác biệt và mới mẻ thì mới có thể là tồn tại và phát triển lâu dài được. Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế tài chính của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.